Mời bạn cùng nghe cách chuẩn bị lời phát biểu trong lễ ăn hỏi của đại diện họ nhà trai, vừa trang trọng và đầy đủ ý nghĩa. Kính thưa hai họ, kính thưa hai gia đình, và kính thưa các cụ ông, cụ bà cũng như toàn thể tất cả cô bác chú gì có mặt trong ngày hôm nay, tôi là đại diện cho họ nhà trai, có đôi lời phát biểu như sau. Xin được giới thiệu, họ nhà trai, giới thiệu từng người, người cao tuổi trước người ít tuổi sau. Cháu A và cháu B qua thời gian tìm hiểu đã được hai bên gia đình cho tiến tới kết hôn. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, đại diện họ nhà trai chúng tôi chuẩn bị lễ vật ăn cưới gồm các tráp lễ vật mang tới nhà gái để xin cưới cháu B. Mong họ nhà gái nhận lễ ăn hỏi của chúng tôi và cho chúng tôi xin được chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới và đưa dâu về bên họ nhà trai. Đây cũng là buổi giao lưu gặp mặt nói chuyện của hai họ hai bên gia đình nhà gái, có thắc mắc, mong muốn hay yêu cầu gì thì thẳng thắn trình bày cho bên gia đình nhà trai chúng tôi biết để giải quyết, và hy vọng đây sẽ là tiền đề mang đến hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin hết. Lời phát biểu trong lễ ăn hỏi của đại diện họ nhà gái. Cảm ơn lời phát biểu của họ nhà trai. Họ nhà gái chúng tôi cũng có đôi lời phát biểu như sau. Tôi tên là, đại diện cho họ nhà gái xin được giới thiệu với họ nhà trai, người nhiều tuổi trước, người lớn tuổi sau. Hôm nay là ngày, tháng, năm là ngày lễ ăn hỏi của hai cháu, cháu A và cháu B. Như gia đình hai bên đã thống nhất từ trước, gia đình nhà gái chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà trai đã chuẩn bị lễ vật chu đáo. Chúng tôi cũng xin được chấp thuận để hai cháu tiến đến hôn nhân. Từ giờ phút này, coi như cháu A và cháu B đã là con dâu, con rể của cả hai nhà. Nếu hai cháu có nhỏ dại, mong gia đình dạy dỗ hai cháu để cả hai làm tròn bổn phận con cháu. Nhà gái chúng tôi cũng hy vọng cuộc sống vợ chồng của hai cháu sẽ suôn sẻ, hạnh phúc bên nhau trọn đời. Thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin mời nhà trai uống chén nước, ăn miếng trầu mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tiếp lời họ nhà gái, họ nhà trai trình bày. Thay mặt gia đình nhà trai, tôi xin cảm ơn gia đình nhà gái đã đón tiếp chu đáo để buổi lễ ăn hỏi hôm nay thành công tốt đẹp đối với cháu A và cháu B. Nay hai cháu đã là con trong gia đình, chúng tôi hy vọng cả hai sẽ yêu thương nhau, cùng nhau sát cánh trên con đường đời và làm tròn bổn phận con cháu với cả hai nhà. Gia đình chúng tôi cảm ơn các ông bà, cô bác đã tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin phép được ra về và xin hẹn gặp lại gia đình nhà gái trong buổi lễ đón dâu và lễ cưới sắp tới. Sau đó nhà gái sẽ lại quả và chào tạm biệt nhà trai. Phía nhà gái, gia đình nhà gái cũng xin được cảm ơn nhà trai và chúng tôi cũng xin có một số lễ vật lại quả gửi về cho gia đình trai. Như đã thống nhất, hai nhà sẽ gặp lại nhau trong ngày cưới sắp tới và chúng tôi xin chúc đoàn nhà trai lên đường bình an, vui vẻ và hy vọng tình thông gia của hai họ, hai gia đình sẽ bền chặt. Mẫu số 2 bài phát biểu lễ ăn hỏi của nhà trai. Tôi xin gửi lời chào của toàn thể nhà trai tới nhà gái và kính chúc các ông các bà bên họ nhà gái sức khỏe dồi dào. Tôi xin phép được giới thiệu thành phần gia đình nhà trai hôm nay. Tôi là bố cháu và là đại diện nhà trai. Còn đây là bà ngoại của cháu. Thứ đến là mẹ cháu và các thành viên trong họ hàng gia đình chúng tôi. Sau nhiều tháng quen biết nhau, cháu A và cháu B đã tìm hiểu và mong muốn tiến đến hôn nhân để được gắn bó bên nhau trọn đời. Cũng vì thể theo nguyện vọng của hai cháu mà nhà trai chúng tôi đã có một buổi lễ ra mắt nhà gái. Hôm nay, nhà trai chúng tôi chuẩn bị các tráp lễ vật đưa tới nhà gái, mong nhà gái chấp thuận để hai cháu nên vợ, nên chồng. Tôi xin được mời bà C, là mẹ cháu A và mẹ cháu B cùng mở tráp lễ vật để nhà gái được tỏ tường.
Nhà trai chúng tôi cũng hy vọng gia đình nhà gái sẽ chấp thuận lễ vật và đồng ý cho hai cháu nên duyên hạnh phúc. Đại diện họ nhà gái phát biểu: Tôi là xin đại diện cho họ nhà gái gửi lời chào và chúc đến toàn thể quý vị có mặt trong ngày hôm nay chia vui cùng đôi trẻ. Hôm nay ngày lành tháng tốt, nhà trai đã chọn đã sang đưa lời làm lễ ăn hỏi. Chúng tôi xin cảm ơn những sự chuẩn bị của bên nhà trai. Xin thay mặt cho nhà gái tôi cũng gửi lời chấp nhận cho đôi trẻ được chính thức tìm hiểu nhau trước khi bén duyên thành chồng vợ. Trong bài phát biểu này, đại diện nhà gái cũng có thể gửi gắm thêm đến nhà trai lời nhắn nhủ mong nhà trai chỉ bảo thêm cho dâu con: đừng buồn phiền nếu lỡ những ngày đầu về còn nhiều sai sót. Cùng với đó là lời chúc hạnh phúc dài lâu dành cho cả hai bạn. Trích nguồn từ trang web tạp chí Cưới Hỏi. Cảm ơn bạn đã quan tâm.